xin được chúc mừng Bảo Hưng và Bảo Trâm. Vậy thì giữa nhóm Thiên Thần và cặp đôi Thu Hường và Phương Linh, ai sẽ là thí sinh tiếp theo bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí? Nhận được tổng số điểm là 36,5 điểm, trong đó có 28 điểm từ các vị huấn luyện viên, cùng với 8,5 điểm từ 100 khán giả đang có mặt tại trường quay. Chú Thanh Như xin được chúc mừng Thu Hường và Phương Linh. Telebox. Cây này đục tính vậy. Một nhà hôm nay đây quay gì? Yeah, I see. Trời giáp đi. Bắp hàng lăng này ghê, bắp hàng lăng mày thích vái. Để coi nhiêu điểm hàng lăng. Yes. Cần tiếp tục cầm mây. Tố cáo ăn hắt ơi. Cái tên gì ta? Sát thần đi. Dù đất sẽ đi xuyên, bảo vệ tối ưu bất kể thời tiết.